Cho nên ở trong nhà thiền có câu chuyện là ông Tăng tên là Vô Căn đó, ông tu thiền định, thấy không? Lần nhập định cũng mấy ngày. Thì một lần nọ ông ngồi nhập định luôn 3 ngày bất động, thì coi như là thân nó không còn hoạt động. Ngồi cái là nhập định mà nhập định thân không còn hoạt động, mà nếu mà nhập định sâu á thì hơi thở cũng như không còn nữa. Không? Và nhất là nếu mà trong trường hợp mà nhập viện thần định đó thì nó càng sâu nữa. Thì ở đây ông ngồi nhập định như vậy im liềm bất động mà mấy ngày như vậy, cho nên ở trong chùa cứ tưởng là ông chết rồi, hết còn hoạt động rồi, cho nên mới đem đi thiêu. À, đem đi thiêu, nhưng mà sau đó qua mấy hôm thì ông xuất định, nhưng mà xuất định rồi tìm trở lại cái thân cũng có. À, thân bị đi tiêu mất rồi. À, cho nên bây giờ nghĩa là cứ mỗi buổi tối là ông trở về chùa đó, ông cứ lang thang, ông la kêu lên những cái lời mà cũng rất là bi thảm để mà gọi là tìm thân đó. À, ông thường nói là tao ơi, ta ở đâu rồi? À, cứ đi tìm tao với ta ở đâu rồi, thân không có để mà vào đó. Cho nên khiến đại chúng ở trong chùa cũng bất an với ông luôn, tức là giống như là bị ma phá. Cứ mỗi đêm là nghe về nghe là kêu tao tôi ta đâu rồi đó. Thì một hôm thiền sư Diệu Không đó là bạn của ông ở xa đi về, thì nghe tới đây nghe rõ chuyện này, thì thiền sư Diệu Không đó mới nói với đại chúng: được rồi, để tối nay tôi sẽ ở trong phòng của ông Vô Căn này, khi ông ấy đến á tôi sẽ nói chuyện với ông. Xin quý vị chuẩn bị cho tôi một cái thau lửa, một cái thùng nước, không? Rồi tôi sẽ làm cho ông ta hiểu rõ cái gì là ta. À, thì khi mà đêm đến phía thì gọi là ông Tăng Vô Căn này đó bây giờ cũng lại trở về để tìm gọi là tìm thân, tức là tìm ta, cứ kêu gọi cái cách thề thảm này đó: ta ư, ta ư, ta đi đâu rồi? Nhưng mà nếu quý vị mà có mặt lúc đó thì quý vị nghĩ sao? Nhưng mà nếu quý vị hiểu đạo lý chút nữa thì nghĩ sao? Đi tìm ta cứ la ta ư, ta ư, ta đâu rồi? Nhưng mà nếu mà không có ta thì ai la đó, ai kêu đó? Cứ kêu ta ư, ta ư, ta đâu rồi, nhưng mà rồi quên mất ai la ai kêu. Cho nên thiền sư Diệu Phong á, Diệu Không, ngài bình thản, ngài mới bảo: à, ông ở trong đất á, ông vô đất á mà tìm. Thì lúc đó thì bây giờ thì thiền sư Vô Căn bây giờ đâu còn cái thân này, tức là đó thuộc về nghĩa là như coi như giống như trung ấm thân ha, tức là không còn cái thân này. Mà khi không còn thân này rồi á thì nó có thần thông. Tức là nó đi qua nước, đi qua lửa, đi xuyên qua đất đều được hết, không? Cho nên khi mà thiền sư Diệu Không nó bảo là ông hãy vào đất đó mà tìm, thì cái ông Tăng Vô Căn này liền chui vào đất liền. Lúc đó là nó đâu còn cái thân này, cho nên đâu có bị ngăn ngại, không còn bị cách ngại nữa, thì chui vào đất, chui một hơi tìm cũng không ra. À, thì cũng buồn bã mới nói là trong đất cũng không có ta. Thì thiền sư Diệu Không bảo nếu vậy á thì có thể là ở trong hư không thôi, thì ông hãy vào trong hư không tìm nó trong đó. Thì ông Tăng Vô Căn cũng vậy, là cũng tiến vào trong hư không, lúc này là đi tới tự tại, thấy không? Vào trong hư không cũng tìm tới tìm lui, tôi không ra ha, cũng cuối cùng cũng nói là ta đâu rồi, ta đâu rồi. Thì thiền sư Diệu Không mới chỉ ở trong cái thùng nước, nói thì vậy thì ở trong cái thùng nước, ở trong nước đó, ha. Thì ông Tăng Văn cũng vậy, cũng đi vào trong nước luôn, tìm một hơi thì không có. Thì thiền sư Diệu Không bảo nếu vậy thì chỉ còn là ở trong lửa thôi, chứ ở trong thau lửa đó thì ông vào trong đó thì chắc có ở trong đó. À, thì ông Tăng Vô Căn cũng đi vào trong lửa, lửa không cháy. Bây giờ đâu còn cái thân này, tìm thì cuối cùng cũng tìm không ra.
Thì đến đây á, thiền sư Diệu Công mới nói thật để mà khai thị cho ông Tăng Vô Căng, để cho ông thấy được cái mê lầm điên đảo của ông. Thì ngài mới nói: ông nãy giờ ông hay vào trong đất nè, rồi ông vào trong nước, vào trong lửa cũng được, vào trong hư không cũng được, tức là ông tự tại đi vào trong hư không cũng được. À, thì như vậy ông tự tại như vậy thì ông còn muốn cái gì nữa? Tức là ông vào nước được nè, vào đất được, vào lửa được, rồi đi tự tại trong hư không được ha. Thì vậy ông còn muốn cái gì nữa? Ông muốn cầu cái thân nhơ nhớp kia là cái xác thúi không, nó ở mọi nơi không có tự do gì hết không? Thì vậy tìm nó làm gì, trong khi chính ông người đang tự tại. Đó, không? Đó. Thì sau khi nghe xong cái đó thì ông liền chợt tỉnh không, nghĩa là mình vào nước được không, vào nước vào lửa không cháy gì hết, đi rồi không được tự tại vậy thì còn tìm cái ta gì nữa, cứ nhớ cái ta là cái thân này. Cho nên thầy sư Diệu Công nói cái thân này là cái xác, là cái thân nhơ nhớp, là cái xác thúi, nó ở mọi nơi không có tự tại gì hết, còn ông là tự tại gì đó thì còn tìm gì nữa. Đó là chưa nói là ông nói ta cứ đi tìm ta ơi ta ơi ta đâu, còn ai đi tìm nó, ai la đó. Phải không? Cứ đó đi tìm ta, còn cái ai mà la đó. Đó, cho nên đó là cái mê lầm điên đảo mà ông hay, cứ nhớ cái này cái ta này không à. Đó. Nhưng mà khi nghe thì sư Diệu Công cảnh tỉnh gì đó thì ông liền chợt tỉnh ngộ, nhận ra về mình đâu có chết. Nếu chết thì đâu còn đi tìm, còn biết đi tìm đâu có chết. Đó, phải không? Đó. À.